Là xuất gia để cho các con nữ nó tu tâm dưỡng tánh, nó quay đầu là bờ, nó biết tu phải không? Chứ con mà theo nó rồi thì sau này cuộc đời nó khổ lắm, hiểu chưa? Để sau này hướng dẫn cho nó, ông chỉ dẫn cho nó biết đúng gì, biết luôn anh em để quay đầu, con hiểu chưa? Hiểu chưa? Ta có sư phụ chi, ta có sư phụ ta, ta có sư phụ chi sư, ta có sư phụ, ta có sư phụ chi, ta có sư phụ, ta có sư phụ chi, ta có sư phụ, ta có sư phụ, ta có sư phụ, ta có sư phụ chi, ta có sư phụ, 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 mong xét tập vào xét hạt chi từ sự thành quan đại đế hay diện tiên nhận định của ta dắt các tên họ phạm của anh người đi về núi về thông để cho hắn tu tâm dưỡng tánh rồi đầu nhập vào để họ biết ăn chay niệm phật biết tu dân biết đức đức để cứu khổ cứu nạn cứu bá tánh được bình an đi theo họ tấn cho ngài tập vào xét sự tập vào xét sự tập tập vào xét cầu tập vào xét thành quan đại đế hay về nhận định cho ta phải nhận các tên phạm của anh người về để núi thông để cho hắn tu tâm dưỡng tánh biết ăn chay niệm phật hay về làm đệ tử của các ngài tả sư tập và sư của sư tập và sư trụ à phật tử sư của tập và sư của sư nhà phật sư của tử của sư tập và sư của sư tập phật sư sư tập và sư sư à phật sư sư tập và sư sư tập và sư à tập cho nè ăn cho các cây này là có tưởng tượng như là con ăn chay rồi phải không? Thì con phải về theo cái ngày thần hoàng. Sư sư tập và sư sư tập và sư sư à có sư sư tập và tu đại sư sư đại sư đại sư sư thì đi theo cả đại sư sư thần hoàng này đây hay về nhận lĩnh ta phải dắt cái thằng ta đại sư sư tập đại sư sư đại sư đại sư sư đi theo đi ra đi ra đi ra đại sư sư đại sư đại sư sư đại sư sư đi theo đi ra đi ra đại sư sư đi ra đại sư sư đại sư sư đại sư đại sư đại sư 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 sư Thank you.
quan lại. Đấy kìa. Nghe tính chưa? Đó. Nãy à. Làm gì? Nãy giờ làm gì? Ủa, nãy giờ không làm gì? Giờ không làm gì chung? Ta ca sơ 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 ta ca sơ
Phải đi đúng cái con đường. Bà cả chiên cả các con cả cái chi tất cả những cái đó. Phải hướng cho người ta. Bà đặt.
chút nữa. Thôi, hết rồi phải không? Dạ. Thôi ăn đi nha. Mấy ngày lại không lên. Đắp cho nó hết thì mình biến rồi biến rồi. Bữa nay cái cồn nó tan hết rồi nè. Cồn có chút xíu đỏ. Bởi còn hay đỏ rồi. Cũng may thì hết à. Còn bên đây. Cái đó cũng đỏ rồi. Cái này nó cũng không có cồn mấy đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Xay xay hết rồi. Là cái may nó tan rồi. Chỉ còn chỉ máu không phải không? Dạ còn chỉ máu. Mà chỉ máu nó là con thấy làm như cái màng đúng không? Mà nó còn mờ không? Dạ không có mờ. Hết gì mờ. Sau khi lên làm luôn không chịu làm mấy lần biết gì làm cho nó hết một thể. Nó làm như cái, giống như có cái màng, nhìn cái màng cái giống như nó lột ra vậy không? Nó muốn lột ra không? Con biết có cái nó không? Không, cái này nó tan gần hết. Tan gần hết vậy? Mà đó lúc kia con về thì con về nó tan thì nó còn thấy nó mịn. Mịn từ từ ra. Như có cái màng vậy đó. Cái màng chỉ máu. Lúc trước con dày. Hiểu không? Nó dày lên nó trắng luôn. Nó trắng. Còn bây giờ nó xuống tới nó mịn rồi thì con thấy trong mấy con nuôi của con nó còn chỉ máu. Thì từ từ nó mới tăng ra. Nếu như bây giờ nó cũng còn được. Thấy như thế nào? Thấy như thế nào? Nhưng mà cái mây này nó hết luôn rồi. Nó hết luôn. Nó chết mây rồi đó. Giờ kêu lớp chỉ máu à. Ừ. Còn có lớp chỉ máu. Mày kêu mày đi làm đi. Bệnh không rồi tôi được biết. Mai chủ nhật mới lên tới đây nè. Dạ. Mẹ mẹ thường đi kiếm tiền. Em thì con cũng đi làm vậy à. Rồi cái sao không làm rồi đâu không lên. Dạ. Mình làm biết nó không. Rồi cô làm cho nó hết. Đối chụp để đi bộ đi. Đi suốt luôn đi cho nó hết. Cho nó làm. Để mất công nữa. Nè. Nó khỏe dữ rồi nè. Nè con tan cỡ bao nhiêu rồi. Cũng tới 100. Mày làm mấy ngày? Một chất 10 ngày đó. 10 ngày mà nó tan vậy thì gán tao làm kim về mà nó hết rồi là thiếu. Giá là làm gì cho nó hết luôn. Dạ. Làm biến còn để từng này không dám gì. Để cho nó khỏi tốn tiền. Lúc trước nó còn lên nó dày lắm, bây giờ còn có hơi hơi chán thôi. Như vậy còn cái màng đỏ chỉ máu à. Ừ. Cái mây làm hết rồi. Mà mắt con còn mờ không? Dạ, hết mờ. Thì gắng làm đi, vậy cho nó hết. Mắt con là gió là kiểu là gió là đổ quét. Mắt con nặng mà. Dạ. Gió là đổ quét cái gì? Bây giờ hết rồi phải không? Giờ thì cũng có khi ra gió đỏ mà đỏ lên mỏng. Với ánh nắng nữa là con đâu có được chạy xe đâu, không có quẩn mắt lên được. Mà bây giờ đỡ chưa? Thì con ra đường nó bị kiếm, chứ còn như nắng vậy nè. Mắt của con nó yếu, vậy con phải ăn kiếm. Cho nó kỹ lại để sau này nó bị nhiễm trùng, con hiểu không? Chứ không là con không có ngó lên được. Ừ. Với làm muốn nhà thì dám làm kim đi, ông kim này làm vài ngày nữa, ông này làm biến. Bữa đó ông kim đi thêm cỡ tình nữa. Ồ. Ừ. Ta lấy chưa hết, người gái người làm đi cho nó hết. Đấy. Để đi luôn cái tiện con Linh bữa này bữa mấy là con đi được không biết. Còn quá không con? Mệt không? Quá là dạ hai đá chá thôi, chút bữa mấy hết. Giá làm cho nó tan hết đi, làm từng nữa là hết rồi. Thì đỡ tốn tiền. Hiểu chưa? Mình dám mình làm nó mình. Để mổ cái tốn mà mệt cho mình. Hiểu không?
Vậy chứ. Có mỡ. Mới làm ra chỉ có một trái. Mới làm ra cái trái này. Thì làm nó hết chút xíu. Nếu mà làm thì nó tan còn có chút này nữa. Còn có chút xíu này nữa mà nó mỏng lắm rồi. Nếu làm về ngày nó hết rồi thấy không? Còn chỉ máu không? Còn cái chỉ máu đỏ nó sót lại á. Cái những cái trắng mà nó dính mượn vào những con nó tan rồi. Thì nó còn sót lại chỉ máu thì con dám cố gắng làm cho nó hết. Đúng không? Ừ. Ừ. Để là cái chút. Thì ăn làm đó hàng ngày sao nhanh như được còn tay nước uống thì cũng phải làm cho tay rồi cho nó khỏi nhau cái không cho nó đẹp cái không rồi ôi tôi làm bệnh mà bây giờ còn đòi bắt tôi làm đẹp nữa cũng không hiểu nổi mấy người nữa thầy đó là những có cười cái nhà một cái nuôi đâu dạ có nám nè nè có nám nữa nè dạ nữ nó đẹp thôi chứ nó không có nè dạ rồi hay gì không